tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh phần thi của Trần Đài tại bán kết Miss International Queen 2022, gần như không có đối thủ. Tối ngày 23 tháng 6, đêm thi bán kết của Miss International Queen, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 chính thức diễn ra. Tại đây, đại diện Việt Nam tham dự là Trần Đài. Cô được đánh giá cao ngay từ những ngày đầu. Không làm người hâm mộ thất vọng, mỹ nhân sinh năm 1992 đã có phần thể hiện được cộng đồng fan sắc đẹp khen nuột nà. Ở phần thi trang phục áo tắm, Trần Đài mặc bộ cánh một mảnh màu hồng tím. Thiết kế âm sát body đi cùng phần khoét hông cao khiến người đẹp tôn dáng hơn. Cô được đánh giá là có phần thể hiện khá tốt, uyển chuyển và không hề mắc lỗi sân khấu. Trần Đài mặc đồ tắm màu hồng tím. Cô thể hiện khả năng lìa cam ấn tượng. Người đẹp được đánh giá cao với phần xuất hiện này. Tiếp đến ở phần thi trang phục dạ hội, như đã thông báo từ trước, cô mặc bộ cánh có tên Ngọn Lửa Chiến Binh. Bộ váy có form dáng corset, phối đường xẻ tà mạnh tay, giúp tôn đôi chân dài cho người mặc. Sử dụng trang phục tông đỏ cam càng khiến cô trở nên nổi bật. Trần Đài trong bộ cánh dạ hội, cô hô vang Việt Nam trên sân khấu. Điều đặc biệt trong bán kết Miss International Queen lần này là có sự xuất hiện của Hương Giang. Cô vốn là Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, đình đám vượt cả thiên thần Nong Boy của Thái Lan để lên ngôi Hoa hậu. Đây không phải lần đầu tiên giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh ngồi chấm thi Miss International Queen. Vậy nên, phong thái của cô vô cùng tự tin, thoải mái. Việc có Hương Giang đang chỉ ngồi dưới chấm thi mình cũng trở thành động lực cho Trần Đài. Dù vậy, qua cách dõi theo của Hương Giang, cộng đồng mạng nhận xét cô cũng khá hài lòng với phần thể hiện của gà cưng. Điều này cũng cho thấy mỹ nhân sinh năm 1992 có nhiều cơ hội để đạt được kết quả cao tại Miss International Queen năm nay. Trước đó, Trần Đài tập luyện tích cực trước giờ G. Cô luôn có ý đồ rõ ràng với trang phục mình lựa chọn. Cô tự hào mang trên mình giải sát Việt Nam. Trần Đài được đánh giá cao bởi sự chuẩn bị chu đáo, đa dạng nhiều tạo hình và hơn hết là diện mạo xinh đẹp. Với lợi thế là nước láng giềng của Thái Lan, Trần Đài và ekip đã có sự thân thuộc. Ngoài ra, sự tự tin cũng là một trong những yếu tố giúp nàng hậu sinh năm 1992 chiếm thêm thiện cảm của người hâm mộ. Dù hạn chế chiều cao so với các thí sinh khác, nhưng cô có cách tỏa sáng riêng. Trần Đài được khen nổi trội hơn hẳn so với các đại diện nước bạn. Đêm chung kết của Miss International Queen 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới đây. Cùng chờ đón phần thể hiện của đại diện Việt Nam, vung trương Trần Đài nhé! Xem thêm thông tin về các cuộc thi Hoa hậu tại tin tức Showbiz. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!